Nhiều ngày đã trôi qua kể từ khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến cho hàng trăm học sinh cùng với nhiều giáo viên phải nhập viện. Thế nhưng hiệu trưởng trường iSchool Nha Trang Khánh Hòa chưa phút nào vơi đi sự dây dứt. Chứng kiến hàng trăm học sinh trên giường bệnh do ngộ độc thực phẩm, thầy hiệu trưởng Phạm Hữu Bình thấy đau xót vì chưa làm tròn trách nhiệm. Ông Bình kể từ hôm đó, tức là ngày 17 tháng 11, nhà bếp nấu bữa trưa, gồm cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên và canh dưa leo cho khoảng 880 học sinh. Đến tối, trường tổ chức diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Thế nhưng ngày vui chưa trọn vẹn thì nhiều học sinh có triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần và sau đó lần lượt phải nhập viện. Nhận được tin ông Bình cùng đồng nghiệp tới bệnh viện, nhưng khi tới nơi, trước mắt họ là những lượt xe cấp tập đưa học trò vào viện, là cảnh học trò phải chống chọi với những cơn đau quằn quại. Ông Bình cho biết ông như chết lặng và tâm trạng rất rối bời. Có thâm niên gần 50 năm trong ngành giáo dục, đây là lần đầu tiên mà ông Bình phải đối mặt với một sự cố như vậy. Theo ông Bình, hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam đã nấu bữa ăn bán chú cho iSchool Nha Trang được 5 năm. Quá trình chế biến được thực hiện tại bếp ở trường. Nguyên liệu thức ăn nhà trường không thể nắm được vì đơn vị nhà thầu kiểm soát và đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố. Về ý kiến của phụ huynh cho rằng giá bữa ăn 70.000 đồng là cao, song chất lượng dinh dưỡng thấp và đặt câu hỏi liệu phía nhà trường ký hợp đồng với người quen để chia lợi nhuận hay không. Ông Bình khẳng định bản thân hoàn toàn không có động cơ hay là liên quan gì đến cơ sở nấu ăn bán chú. Thưa quý vị, ngày mai 25 tháng 11, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử vụ bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi quê Gia Lai và Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ tại quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh, hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong. Đặc biệt trong phiên tòa lần này thì ngoài những người có liên quan, hội đồng xét xử cũng triệu tập hai giám định viên của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Trang bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về các tội giết người và hành hạ người khác. Khung hình phạt tổng hợp cao nhất là tử hình. Còn bị cáo Thái là bố đẻ của cháu bé bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm lần 1 vào hồi cuối tháng 7, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa đề nghị xác định tỷ lệ thương tích của cháu bé vào các ngày 7, 10 và 12 tháng 12 năm 2021 nhằm xem xét xử lý các bị cáo hành vi cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, các luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét và xác định Thái đồng phạm tội danh giết người với bị cáo Trang. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 8, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh đã có trả lời từ chối thực hiện giám định thương tích của cháu bé trong các ngày trên với lý do là hồ sơ bệnh án của cháu tại Bệnh viện Vinmec, quận Bình Thạnh không thể hiện thương tích bị gây ra trong các ngày này. Theo nhận định của các luật sư thì tòa triệu tập hai giám định viên của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết để làm rõ quy trình giám định và căn cứ xác định vết thương cũ của cháu bé trước ngày tử vong. Mặt khác, việc phân viện khoa học hình sự Bộ Công an từ chối giám định thương tích của bị hại cũng đã được các luật sư là người bảo vệ bị hại kiến nghị tòa xem xét lại theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, hôm nay 24 tháng 11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái về tội là nhận hối lộ trong vụ án đã xảy ra tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai, công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế hay còn gọi là công ty IIC và các đơn vị có liên quan. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã nhận hối lộ tổng cộng là 29 tỷ đồng, truy tố khung hình phạt cao nhất đến tử hình. Cáo trạng xác định bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch kiêm tổng giám đốc AIC có mối quan hệ quen biết với cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành. Bà Nhàn nhờ ông Thành giới thiệu tác động đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, sở ngành địa phương để ưu ái cho AIC trúng thầu tại dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Ông Thành 6 lần nhận tiền từ bà Nhàn với tổng cộng là 14,5 tỷ. Việc đưa tiền đều do bà Nhàn trực tiếp thực hiện, diễn ra ở Hà Nội hoặc ngay trong trụ sở của tỉnh ủy Đồng Nai. Ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị cáo buộc 14 lần nhận hối lộ từ bà Nhàn với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng. Việc nhận tiền kéo dài suốt 11 năm, nhiều lần diễn ra ngay tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cũng thừa nhận 6 lần nhận hối lộ từ lãnh đạo AIC với tổng cộng là 14,8 tỷ đồng. Cả ba cựu quan chức bị truy tố về tội nhận hối lộ với khung hình phạt cao nhất đến tử hình. Riêng ông Vũ còn bị truy tố thêm vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan công an xác định sau khi được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bật đèn xanh thì bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các chiêu trò vi phạm pháp luật để chúng tới 16 gói thầu khiến trường ngân sách bị thiệt hại 152 tỷ đồng. Và đến thời điểm này thì bà Nhàn vẫn bỏ trốn chưa ra đầu thú. Viện kiểm sát đồng quan điểm với cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an việc cần phải truy tố đưa cựu chủ tịch AIC ra xét xử vì đưa hối lộ hơn 43 tỷ đồng để trúng các gói thầu tại Đồng Nai. Công an Nghệ An vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây chuyên trộm cắp tài sản, trộm kết sắt tại các di tích tâm linh như là đền chùa, nhà thờ trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo đó, các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ cùng chú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An gồm Lê Thanh Tú, sinh năm 2000, Nguyễn Tiến Kiên, sinh năm 2000, Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 2004, Lê Đức Quang, sinh năm 2001, hai người còn lại sinh năm 2006 và 2007. Tất cả đối tượng đều có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và sử dụng ma túy. Bước đầu điều tra, nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 25 vụ trộm cắp tài sản tại các đền chùa ở Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Tăng vật thu giữ gồm 10 két sắt, 8 điện thoại di động, 3 xe mô tô, 2 kìm cắt sắt, 2 búa đinh, 1 dao nhọn và hơn 30 triệu đồng tiền mặt cùng vật chứng tài liệu có liên quan. Các đối tượng đã khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân thì từ đầu tháng 8 cho tới nay, nhóm này đã sử dụng xe mô tô đi theo từng cặp, nắm tình hình các đền chùa, nhà thờ trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau đó, thì các đối tượng sử dụng công cụ đã chuẩn bị gồm có kìm cộng lực, dụng cụ phá kết sắt để đột nhập vào cắt khóa cửa, cậy phá kết sắt hoặc là trộm két, đưa ra khu vực vắng người để phá lấy tiền cùng với tài sản tiêu xài cá nhân.